Ban chỉ đạo 389 Bộ Công Thương ban hành kế hoạch cao điểm về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Theo đó, Ban chỉ đạo yêu cầu các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo 389 Bộ Công Thương, Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai có hiệu quả đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Cục Quản lý thị trường là đơn vị đầu mối phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương theo dõi, đôn đốc kiểm tra, tổng hợp báo cáo lãnh đạo bộ việc triển khai thực hiện kế hoạch này. Việc báo cáo bao gồm đánh giá tổng quát tình hình thị trường về mặt hàng, tuyến, địa bàn trọng điểm, dự báo tình hình đột biến có thể xảy ra trong thời gian tới, kết quả kiểm tra xử lý vụ việc điển hình, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch và đề xuất giải pháp, kiến nghị đối với cấp có thẩm quyền, những biến động bất thường của thị trường. Kể từ khi phát hiện, bắt giữ vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả nghiêm trọng, có tính chất phức tạp, phải lập báo cáo nhanh trong vòng 24 giờ.